mang trên mình sứ mệnh nâng tầm sống cho người Việt. Vinhomes từng bước kiến tạo những công trình thay da đổi thịt trên khắp Việt Nam, tiên phong kiến tạo các khu đô thị kiểu mẫu, định hình phong cách sống mới với cộng đồng cư dân tinh hoa văn minh, dẫn dắt thị trường phát triển bền vững và xa hơn nữa là khát vọng vươn tầm quốc tế. Phía sau những kỳ tích không thể thiếu những trái tim nỗ lực ngày đêm để viết nên những kỳ tích mới. 8 năm đối với Vinhomes miền Nam là một hành trình của ước mơ và chí lớn. Tâm huyết của những nhà kiến tạo song hành cùng các giá trị văn hóa nhân văn đã thổi hồn vào từng câu chuyện, biến sắt thép vô tri trở thành những tổ ấm hạnh phúc, sáng lên những chân trời của thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa và thịnh vượng. Và không thể thiếu những biểu tượng kiêu hãnh vang danh như Vinhomes Đồng Khởi, Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River và gần đây nhất đó là Vinhomes Grand Park đã và đang góp phần lớn để thúc đẩy Vinhomes trên thị trường bất động sản. Vinhomes Đồng Khởi bước chân tiên phong đánh dấu cột mốc đầu tiên Vinhomes tại Việt Nam, vươn lên như một biểu tượng kinh thương sở hữu vị trí vàng độc tôn cách biệt như tại trung tâm thành phố, được ví như trái tim Sài Gòn. Vinhomes Central Park, một trong những khu đô thị có liên quan đầu tiên với công viên ven sông 14 hecta, được mệnh danh là chiếc đường xanh trong lòng thành phố. Vinhomes Central Park đã tạo nên sự bùng nổ trên thị trường lúc bấy giờ khi bán ra 10.000 căn hộ chỉ trong vòng 1 năm và chào đón 65.000 cư dân đến an cư. Tại trái tim của Vinhomes Central Park và tháp landmark 81 vươn mình mạnh mẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi trở thành tòa tháp đầu tiên cao nhất tại Việt Nam và cấp một tòa nhà cao nhất thế giới, vỏn vẹn 1.000 mét chỉ công. Đền mặt 81 chính là biểu tượng kỳ tích cho bản thân và khối óc người Việt. Vinhomes Golden River, khu đô thị sinh thái cao cấp bậc nhất tại trung tâm thành phố. Vinhomes Golden River chứng tỏ sức hút giá trị vì tiết kiệm chỉ được thời gian hoàn thiện công trình chưa tới 2 năm và bán 3.000 căn hộ trong vòng 1 năm. Và những tiện ích đặc biệt ngay mảnh đất vàng Ba Son đã tạo thành mảnh ghép hoàn hảo giúp Vinhomes Golden River trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho giới tinh hoa và thượng lưu. Vinhomes Grand Park, đại đô thị 271 hecta với công viên xanh rộng 36 hecta, quy mô hàng đầu Đông Nam Á và một hệ sinh thái ô liên quan đã thành hình và trở thành điểm du hành của hàng triệu đẹp du khách chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 năm. Vinhomes Grand Park đã thiết lập một kỷ lục vô địch thắng hậu với 10.000 căn hộ The Rainbow bán hết trong 1 ngày. 10.000 căn hộ Origami giao dịch thành công chiếm 90% số lượng căn hộ dự án sau 6 tháng. Cùng với kỷ lục 2.100 căn của Origami Gen được đăng ký nhập cuộc chỉ sau 1 ngày. 1.400 căn hộ Shop House, Công trình Nhà Lọ, Cô Phân Khu The Manhattan và The Manhattan Boy được giao dịch thành công. Đến Vinh Quang, Vinhomes Việt Nam tự hào cùng đồng hành với đội ngũ các chuyên gia hàng đầu, 66 đại lý phân phối và hơn 10.000 chuyên viên kinh doanh. Hàng ngàn chuyên viên kinh doanh khoác lên mình chiếc áo với logo Vinhomes, cháy bỏng bầu sự nhiệt huyết và quyết tâm mạnh mẽ tại những sự kiện tham quan hoành tráng, tạo nên sự khác biệt, sự thể hiện cho Vinhomes.